Muốn đẹp đâu có đơn giản, Lan Ngọc ngồi cả tiếng cho layout lung linh thánh thiện. Ngọc Phước 8 tiếng vần vò mới cho ra chiếc clip biến hình 1 phút. Đỗ Long cũng chung tim mỏi tay giảm phấn, tô son. Riêng Miu Lê có bí kíp nhanh gọn mà hiệu quả tuyệt đối. Cách giảm cân hiệu quả nhất là Photoshop nha em. Photoshop. Để có một tạo hình lộng lẫy xuất hiện ở sự kiện, tham gia các hoạt động công khai, ngôi sao luôn phải đầu tư chăm chút rất nhiều. Nói chung là mỗi người mỗi cách nhưng không đơn giản chút nào. Lan Ngọc lúc nào xuất hiện trong các sự kiện cũng luôn lộng lẫy và bắt mắt. Đương nhiên để có tạo hình lung linh như vậy, cô nàng đã phải đầu tư rất nhiều thời gian cũng như lựa chọn trang điểm xịn rồi. Thường người đẹp này hay phải ngồi cả tiếng để trang điểm tỉ mỉ từng chi tiết, tạo điểm nhấn trên mặt. Gần đây khi đi biểu diễn tại showcase ra mắt nhóm nhạc, mỹ nhân này được thử tạo hình phong cách idol Hàn Quốc lấp lánh thánh thiện. Nhưng trước khi ngồi chờ điểm trang thì nàng Ngọc nữ còn phải quay clip đu chen biến hình cho stylist nữa nha, vất vả quá trời luôn à. Ngọc Phước chỉ quay một chiếc clip biến hình thôi mà mất 8 tiếng đồng hồ. Chuyện là khi chen trang điểm biến hình theo nhạc Ấn Độ đang hot thì Ngọc Phước cũng gia nhập và có chiếc clip 1 phút đáng giá. Nhưng mà hậu trường cho 1 phút ấy lại là cả một quá trình gian nan cả về trang điểm tạo hình, lẫn trang phục, phụ kiện. Nữ diễn viên đã rớt cả nước mắt vì chiếc vòng mũi cấn vào da quá đau, rồi liên tục phải di chuyển qua lại, học thoại nhép lời, điểm trang gương mặt, đeo tóc giả, thay trang phục, mà không chỉ nhân vật chính bận mà cả dàn ekip hàng tá người cũng luôn chân luôn tay cả ngày luôn ấy. Đỗ Long vừa tổ chức thành công show diễn thời trang riêng của mình, ngoài mang đến những bộ cánh đẹp, chuẩn bị cho các khách mời những bộ trang phục bắt mắt thì đương nhiên nhà tạo mẫu này cũng phải xuất hiện thật sán lạn rồi. Anh nhận được mưa lời khen vì đẹp trai rạng ngời, tươi tắn nổi bật chẳng kém ai, và chính nhà tạo mẫu này đã tiết lộ bí quyết phía sau vẻ ngoài bắt mắt ấy. Vâng, anh cũng phải nhiệt tình dặm phấn tô son, đến nỗi người mẫu cũng phải than thở là trang điểm kỹ quá nữa cơ mà. Trang điểm xong thì còn phải tạo kiểu tóc thật bảnh nữa này, chọn trang phục thì đương nhiên không làm khó được anh rồi. Cuối cùng sau bao bước chuẩn bị thì tự tin tỏa sáng thôi. Mie thăng hạng về nhan sắc và thời trang rất nhiều trong thời gian qua, đặc biệt khi đi các sự kiện lớn cô luôn chọn được những bộ cánh lộng lẫy để khoe sắc. Nhưng đằng sau những khoảnh khắc gây sốt ấy là cả một sự nỗ lực. Người đẹp này có lần phải mặc nguyên bộ váy nặng như chỉ trên người, đi đôi giày cũng nặng không kém, mà cô ví như đang chịu hình phạt thời thượng cổ vậy. Đi thì không nhấc chân được, lại còn phải leo cầu thang, ngồi thì phải thẳng lưng hóp bụng. Nói chung là đi sự kiện vất vả hơn cả đi dọn rác, là cảm giác của nàng DJ xinh đẹp. Một lần khác Mie còn làm hẳn clip chỉ cách trang điểm xương xương đi đu thần tượng. Đúng là xương xương thật, cũng cỡ đâu 10 lớp phấn trên mặt chứ mấy, thấy mà hết ham luôn à. Đi ven về mặt cái đồng đi dắt đá là người ghế má, vừa hai cái vai nó nhức mỏi kinh khủng khiếp luôn. Người ta phải chịu khổ chịu cực để xuất hiện lung linh, còn Miu Lê thì tự tiết lộ một cách để có hình đẹp không tì vết cực nhanh. Đây cũng là bí quyết riêng của người đẹp này, đó chính là Photoshop. Chỉ cần biết Photoshop thì muốn đẹp thế nào cũng được hết, lại còn nhanh gọn lẹ, chuẩn bài cho hội người lười rồi đấy. Chỗ nào mình mập mình bóp vô, chỗ nào da mình chưa đẹp mình cà cho nó mịn mình mới up. Trong khi đó Diệu Nhi sau một thời gian làm nghề mà thiếu quan tâm tới vẻ ngoài thì đã rút ra rằng ngoại hình quan trọng không thua gì năng lực, và cô cũng rút ra chân lý rằng phải có tiền mới đẹp được, cũng chỉ cần có tiền là muốn nhan sắc lên hương cỡ nào cũng được hết. Lý lẽ của hội người hề lúc nào cũng đặc biệt, đố ai cãi lại được luôn. Tiền mới đẹp, người ta nói đúng, có tiền mới đẹp chị ơi. Không có tiền bây giờ tiền đâu mua cái son, cái má hồng.